cái ý chính cũng vẫn là từ ở trên truyền xuống, là con người mình ngay lúc này là ngay lúc cần phải tu tập, phải biết Thượng Đế là ai, biết Phật Mẫu là ai. À, mình vẫn học Phật Đại Thừa, nhưng mà mình biết thêm cha thêm mẹ nữa thì mình gọp thêm cánh, là mình không có mất cái gì. Còn thần Tú ngày xưa á, làm kinh Đại Thừa, làm hư cái nền Phật giáo của nước Việt. Cho nên tất cả các thầy dạy các Phật tử á, là không tin cha, không tin mẹ, không tin Phật Di Lặc sẽ ra đời trong cái thời đại này. Còn kiện hôm nay kiện nói Phật Di Lặc sẽ ra đời trong cái thời đại này, sau khi bao nhiêu chuyện đang xảy ra, năm thứ xảy ra kiện thường nói đó, thì sắp sửa. Mà Phật tử thì cứ ù lì, không có chịu hiểu, tin thêm đâu có mất. Còn bây giờ không tin mà còn phỉ báng cha mẹ nữa thì cái nghiệp mình nó nặng lắm. Thì mình sẽ lọt sổ, uổng một đời người, uổng mang cái thân người. Con rùa mà nó dưới lòng đáy biển mà nó lâu lâu 100 năm mới nó trồi lên mặt nước. Ở giữa có cái cây trôi qua, trôi lại giữa dòng sông bốn chiều, mà nó mà đụng cái gốc cây đó nó còn dễ hơn là làm thân người nữa. Mà hôm nay các Phật tử, các con chiên đã có thân người, đã biết hiểu về tâm linh, hiểu về mình phải đi về xuống đây, cái xác phàm chỉ là phù du đi học rồi đi về, chứ không phải đi học ở rất là lớp. Thì kiểu thấy nó uổng. Ở ngoài kia có bao nhiêu người không có hiểu, người ta chưa có bước vô chùa hay chưa vô nhà thờ, thì mình không trách nhạn người đó nha. Còn cái này á, những cái người mà đã vô chùa vô nhà thờ thì hôm nay hiểu kiệt thêm cái nữa, có phải là trúng số độc đắc không? Sáu con luôn á. Đấy, đạo Phật thì tại vì kinh điển với tất cả các thầy 700 năm nay không có nói nhiều về Thượng Đế. Vì nếu mà nói cha nói mẹ thì thiên ma nó đâu có muốn, tại thiên ma nó không có ưa cha mẹ, và đồng thời nó cũng có thời rồi, thời mạt pháp này nó cho con á, mặc áo vàng cạo tóc và đọc kinh Phật. Mà bây giờ kinh Phật, kinh Lăng Nghiêm nó còn không đọc nữa. Để mà nó phá đạo. Còn Phật tử mình á, là tự đốt đuốc đi, cha mẹ nhắc vậy, chứ mình không có ai tu giùm được, không có giảng sanh, không có sân si, chưa có họ qua được tứ diệu đế bát chánh đạo nữa mà cứ đòi giảng sanh. Rồi hôm nay chuyện gieo duyên để mà các Phật tử hiểu thêm cha thêm mẹ nữa, để mà được cha bề trên nó che chở và rước mình đi về một cách nhẹ nhàng. Và nếu mà mình mất cái xác phàm, còn nếu mình được ở lại thì mình sẽ diện kiến được Phật Di Lặc trong cái thời đại này. Đó là mục đích chính là kiện nói trên cái kênh này. Từ đầu tới cuối 3 năm nay chỉ khuyên tất cả các mọi người, ngày hôm nay mình phải thay đổi đời sống, phải thay đổi và phải hiểu về tâm linh là thật. Tất cả các chư thần, chư thánh, chư thiên đang xung quanh kiện nè, đông lắm nè, hiện giờ nè, bốn rồng nữa, mấy hiện mấy vị đều hiện diện ngay lúc này, gần, rất là gần với chúng ta, từ ở cái tỷ năm ánh sáng ngoài kia mấy vị đang ở đây với mình để mà giúp mình qua cái sàng lọc này, giúp cho cái trái đất này qua cái sàng lọc một cách nhẹ nhàng, bớt sự chết chóc. Đâu phải mỗi chư Phật hay là Chúa hay là ông Mohammed bên đạo Hồi giáo, mỗi lần mấy vị đó xuất hiện thì mấy vị đó phải hiện thân hình khổng lồ ở ngoài không gian rồi nói chuyện trong âm thanh trong gió vang vang á, thì quý vị mới chịu nghe hả? Chưa chắc nữa, lúc đó tưởng đâu sợ quá rồi. Còn Kiệt có cái đặc ân ở bề trên, Kiệt tiếp xúc được, giờ Kiệt được lệnh để mà thông truyền, thông báo cho quý vị nghe những cái gì diễn ra và sắp diễn ra và sắp tới nó sẽ chuyện gì, rất là quan trọng. Quý vị phải thương Kiệt
việc rất là chân tình, thành rất là thật lòng với mọi người. Chứ Kiều không có lên đây để mà làm gì sai á. Thì các em dư luận viên hay là ở bên Việt Nam mà không có hiểu về tâm linh á, cũng phải ngồi chiêm nghiệm nghiên cứu lại. Kiệt chỉ có khác người thường có một cái là có tiền, không có xài cho riêng mình mà xài cho chung không cộng đồng. Lúc nào Kiệt cũng nghĩ là tiền mình để lại thế gian nó sẽ mãi mãi, còn tiền mình để riêng cho con cho cháu mình cũng giới hạn thôi, cũng có thì cũng cho con cháu, nhưng mà nhiều lúc nó không có tài nó sẽ làm hư nó, rồi có thể nó chết sớm bởi vì đồng tiền của mình. Cho nên Kiệt nghĩ vậy, Kiệt mới đem ra xây núi, xây chùa, cúng dường, bố thí, cứu nạn tai ở bên Việt Nam. Giờ mua đất ở Houston, ngày mai Kiệt bay bển để mà lo chấm cái địa điểm chỗ nào làm gì. Thì bữa nay Kiệt nói clip này Kiệt bỏ lên thì mai sáng Kiệt đi qua Houston. Thứ bảy.